Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tổng hợp các hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và các sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội làm việc tại huyện Nam Trà My. Tổ chức hội thảo Sâm Ngọc Linh nâng tầm thương hiệu quốc gia. Huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới. Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ 9 năm 2022. Khai trương hệ thống du lịch thông minh. Khai mạc Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất Quảng Nam năm 2022. Chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm. Bây giờ là nội dung của chương trình. Sáng ngày 19 tháng 5, đoàn công tác của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Lê Văn Thanh dẫn đầu đã đến làm việc với huyện Nam Trà My về kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện Nam Trà My báo cáo kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022. Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, toàn huyện còn 1.918 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 24,3%, giảm 2.826 hộ, tương ứng tỷ lệ 46,66% so với năm 2015. Năm 2022, huyện có 556 hộ nghèo và 27 hộ cận nghèo tham gia đăng ký thoát nghèo bền vững, đạt 111,2% chỉ tiêu so với tỉnh giao. Huyện Nam Trà My kiến nghị với đoàn công tác như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sớm ban hành thông tư hướng dẫn nội dung đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ người đi lao động ở nước ngoài, kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính sớm trình Thủ tướng Chính phủ phân bổ nguồn kinh phí của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2022. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá cao huyện Nam Trà My đã nỗ lực làm tốt công tác giảm nghèo bền vững trong thời gian qua, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục quan tâm hơn nữa các chính sách hỗ trợ triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, tập trung xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế trọng điểm, gắn liền với thế mạnh của địa phương, tránh để người dân đầu tư dàn trải, manh muốn không đem lại hiệu quả kinh tế. Đối với các kiến nghị của huyện, đoàn công tác tiếp thu và sẽ kiến nghị với Trung ương sớm triển khai trong thời gian tới. Tối ngày 18 tháng 5, tại sân vận động tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ 9 năm 2022. Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo 18 huyện, thị xã, thành phố, cùng gần 3.500 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ 9 năm 2022 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm 2020 với quy mô tổ chức rộng khắp, triển khai đến tất cả các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh để tích cực tham gia tập luyện, biểu diễn, thi đấu. Đến nay, có 241 xã, phường, thị trấn, 18 huyện, thị xã, thành phố và các ngành của tỉnh đã cơ bản tổ chức thành công đại hội ở cấp mình. Mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, lắm thách thức do bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19, Đại hội Thể dục, Thể thao tỉnh lần thứ 9 tổ chức thi đấu 17 môn thể thao truyền thống lẫn hiện đại với hơn 3.500 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài tham gia. Đại hội lần này là minh chứng rõ ràng nhất để thực hiện quyết liệt cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, với mục tiêu trọng tâm là xây dựng con người Quảng Nam phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Đây quả là hành động thiết thực nhất hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh. Đây cũng là cơ sở để tuyển chọn,
bổ sung lực lượng vận động viên chất lượng cao cho các đội tuyển thể thao của tỉnh chuẩn bị tham gia thi đấu tại cấp quốc gia và Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc sắp đến. Sáng ngày 19 tháng 5, huyện Duy Xuyên long trọng tổ chức lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Qua hơn 10 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, từ một địa phương thuần nông có xuất phát điểm thấp và gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực vượt bậc trên tinh thần chủ động phát huy nội lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Duy Xuyên có những bước phát triển toàn diện, đạt được những thành tích tích cực và khích lệ trên tất cả các lĩnh vực. Diện mạo nông thôn khởi sắc, hạ tầng kết nối được đầu tư đồng bộ hoàn thiện. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới 10 năm qua gần 2.800 tỷ đồng, trong đó huy động trong nhân dân hơn 334.000 m² đất, trên 249.000 ngày công lao động và trên 7.600.000 vật kiến trúc quy giá trị hơn 300 tỷ đồng. Tuy chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 nhưng tổng giá trị sản xuất hàng năm đạt gần 14.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,33%, phát triển được 15 sản phẩm OCOP. Các di tích lịch sử truyền thống văn hóa luôn được gìn giữ, tôn tạo và phát triển, chất lượng giáo dục, y tế, cảnh quan môi trường nông thôn, an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và nâng cao, người dân được thụ hưởng cuộc sống đầy đủ về cả vật chất và tinh thần. Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới cùng quà tặng là bình gốm sứ đặc biệt do nghệ nhân Trần Độ chế tác. Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng trao tặng gói chương trình an sinh xã hội trị giá 1,2 tỷ đồng cho huyện. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 4 tỷ đồng. Huyện Kết Nghĩa Nông Cống tỉnh Thanh Hóa trao tặng 3 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Duy Xuyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn huyện xác định xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, với nguyên tắc nông thôn mới là nền tảng, cơ cấu lại nông nghiệp là căn bản, nhân dân là chủ thể. Do đó, cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế để tiếp tục xây dựng nông thôn mới toàn diện, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Trước đó, vào ngày 18 tháng 5, xã Điện Quang của thị xã Điện Bàn cũng long trọng tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngay sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015, xã Điện Quang bắt tay vào nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Qua 7 năm triển khai thực hiện, toàn xã đã huy động tổng nguồn vốn đầu tư hơn 115 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 16,8 tỷ đồng. Thông qua việc thực hiện các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, diện mạo nông thôn mới Điện Quang ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng lên đáng kể. Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 51,93 triệu đồng một năm. Toàn xã không còn hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo. Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được quan tâm, đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. Môi trường từng bước được cải thiện. Đến nay đã có 100% hộ trên địa bàn tham gia thu gom rác thải đúng nơi quy định, 100% hộ có đủ 3 công trình vệ sinh. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng, trên 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Cùng với đó, hệ thống chính trị ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hiện nay, xã đang chỉ đạo 6 trên 6 thôn tiếp tục duy trì đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hàng năm có kế hoạch tiếp tục duy trì và nâng chuẩn theo bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn tiếp theo. Chiều ngày 19 tháng 5 tại thành phố Hội An, trong khuôn khổ lễ khai mạc Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất Quảng Nam năm 2022 đã diễn ra nghi thức khai trương hệ thống du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và VNPT Quảng Nam đã thực hiện nghi thức khai trương đi vào vận hành hệ thống du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam tại website quangnamtourism.com.vn và app Quảng Nam Tourism. Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với VNPT Quảng Nam xây dựng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quảng bá hình ảnh du lịch cho các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh và du khách. Trong đó gồm các phần hệ chính như cổng thông tin du lịch, ứng dụng mobile du lịch thông minh, bản đồ số du lịch, hệ thống chatbox, hệ thống tự tạo tour, lên lịch trình tham quan cho du khách, hệ thống phân tích, đánh giá, phản hồi mạng xã hội về du lịch Quảng Nam,
thực hiện số hóa dữ liệu ngành, xây dựng các video clip và tính năng tương tác trực quan 3D, AVR. Tối ngày 19 tháng 5 tại quảng trường Sông Hoài, thành phố Hội An, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ khai mạc Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất Quảng Nam 2022. Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất Quảng Nam 2022 là một trong những hoạt động trọng tâm của năm du lịch quốc gia 2022, tái hiện sinh động nhất các giai đoạn phát triển nghề truyền thống của tỉnh Quảng Nam nói riêng và các tỉnh thành khu vực duyên hải miền Trung Tây Nguyên nói chung. Qua đó giới thiệu, quảng bá đến du khách trong và ngoài nước những bản sắc văn hóa, làng nghề, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của nghề truyền thống trong khu vực, hướng đến các giải pháp để bảo tồn, truyền nghề và phát triển nghề Quảng Nam nói riêng, khu vực duyên hải miền Trung và trên cả nước nói chung, đồng thời tôn vinh các nghệ nhân tỉnh Quảng Nam và một số tỉnh thành có đóng góp cho việc gìn giữ, phát triển làng nghề Việt Nam. Festival diễn ra từ ngày 19-22 tháng 5, với gần 100 gian hàng cùng sự tham gia của hơn 60 nghệ nhân, thợ giỏi đến từ nhiều tỉnh thành đại diện các vùng miền trong cả nước như Quảng Nam, Hà Nội, Thanh Hóa. Ngoài ra, sẽ tổ chức các tọa đàm bàn giải pháp bảo tồn, phát triển nghề, tìm đầu ra cho sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo. Dịp này, tỉnh Quảng Nam và thành phố Hà Nội cũng tổ chức ký kết chương trình ký hợp tác hỗ trợ phát triển làng nghề truyền thống, sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu giữa hai địa phương. Chiều ngày 16 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu đã có buổi làm việc với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan để bàn về kế hoạch tổ chức hội thảo Sâm Ngọc Linh nâng tầm thương hiệu quốc gia. Hội thảo Sâm Ngọc Linh nâng tầm thương hiệu quốc gia do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra cuối tháng 7 năm 2022 tại khu du lịch Hội Anna, thành phố Hội An. Hội thảo sẽ tập trung một số nội dung như báo cáo đánh giá, phân tích chuyên sâu những kết quả đạt được, những cơ chế chính sách từ trung ương đến địa phương, những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với phát triển công nghiệp chế biến, đề xuất những cơ chế, chính sách về phát triển sâm Ngọc Linh, tổ chức tham luận về yếu tố di truyền quần thể, đề xuất hướng phát triển bảo đảm tính bền vững và xứng với tiềm năng của sâm Ngọc Linh, sản phẩm quốc gia, công nghệ chế biến sản phẩm từ sâm Ngọc Linh. Ngoài ra, sẽ có hoạt động triển lãm, trưng bày sản phẩm tiêu biểu từ dược liệu, sản phẩm ô cốp tỉnh Quảng Nam. Sự kiện sẽ có 10 gian hàng tham gia. Đây là sự kiện nhằm khẳng định tiềm năng và nguồn gen quý hiếm, đa dạng hóa các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, hướng đến xuất khẩu ra thị trường thế giới, tìm ra các giải pháp đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển sâm Ngọc Linh theo quy mô công nghiệp gắn với chế biến sâu nhiều loại sản phẩm, góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội miền núi. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao ý nghĩa của hội thảo mang lại, đồng thời đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện cùng với báo Tuổi Trẻ xây dựng kế hoạch chi tiết, sớm hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo sự kiện diễn ra thành công, thể hiện được hết các ý nghĩa mà hội thảo hướng tới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 4 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành nghị quyết số 04 về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến 2025, định hướng đến 2030. Trong đó xác định chuyển đổi số phải hướng đến lợi ích của người dân và lấy người dân làm trung tâm. Xác định được nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công cuộc chuyển đổi số của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã vào cuộc mạnh mẽ để tổ chức các lớp tập huấn phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng về chuyển đổi số cho người dân. Xã Tam Giang, huyện Núi Thành được Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn triển khai thí điểm hệ sinh thái hành chính công và mô hình xã thông minh. Để thực hiện được mục tiêu đó thì công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận với công nghệ số là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Với mục tiêu đó, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đợt tập huấn phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng về chuyển đổi số cho người dân tại các xã thí điểm triển khai chuyển đổi số. Trong đó, xã Tam Giang là lớp khai mạc đầu tiên trong đợt tập huấn. Tại đây, người dân được trang bị các kiến thức cơ bản về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, những lợi ích của công nghệ số mang lại, những việc cần làm để đảm bảo an toàn trong môi trường chuyển đổi số và tác động của chuyển đổi số đến với cuộc sống. Trong đó, chú trọng hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tham gia sử dụng Smart Quảng Nam, tổng đài 1022. Bản thân tôi tuy tuổi lễ già, một người nông dân thực thụ ở tại địa phương, nhưng thấy rất có nhiều tiện ích về qua cái hướng dẫn và cũng như tập huấn. Bà con nông dân của chúng tôi ở đây rất là phấn khởi, được gắn liền cái của các công kỹ thuật số này để làm cho bà con chúng ta thu hẹp với những khoảng cách mua bán này. Có trên sàn sản phẩm chúng tôi địa phương hiện có những sản phẩm cần nhu yếu trên sàn như tôm, cua, cá,
và cà giàu phụng quả mà như này là rất là tiện ích. Và tôi là một người nông dân, như vậy là chúng quá phấn khởi, cho nên chúng tôi thấy được đảng, nhà nước, chính phủ kịp thời qua cái chuyển đổi số này cho người dân rất là nhờ và tiện ích sau này nữa, và kể cả đời tương lai con cháu mai sau. Chuyển đổi số giúp thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chính quyền xã và cộng đồng dân cư, tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền thông qua các nền tảng công nghệ số, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Có thể nói đây là một cái buổi tập huấn rất là bổ ích cho đông đảo nhân dân và đặc biệt là các cái hộ sản xuất kinh doanh, những cái tiểu thương các có điều kiện kết nối và nắm bắt được cái tiện ích của việc cái công tác chuyển đổi số trong thời gian đến, và người dân có thể tiếp cận được trong cái việc là mua bán giao dịch và có thể nói là tất cả các cái lĩnh vực, nhất là trong cái thương mại dịch vụ, để rồi người dân có thể là thông qua mua bán các cái mặt hàng có điều kiện thuận lợi, đặc biệt là trong cái việc cải cách hành chính trong thời gian sắp đến, thì những cái thủ tục hành chính thì giữa chính quyền và cũng nhân dân có một sự kết nối gần gũi, và người dân thì có thể giải quyết được những các cái thủ tục nó thuận tiện hơn. Nhằm nâng cao ứng dụng nền tảng số vào đời sống nhân dân, thì tại lớp tập huấn các doanh nghiệp như Bưu điện tỉnh Quảng Nam, Viettel Quảng Nam cũng đã tham gia hướng dẫn người dân cách tạo tài khoản, viết bài, chụp hình, xây dựng các video quảng bá về sản phẩm, dịch vụ để đăng trên các sàn thương mại điện tử, trên các mạng xã hội để mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, cũng đã hướng dẫn người dân về cách thanh toán không dùng tiền mặt qua ứng dụng Viettel Money và cách sử dụng ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Đối với các doanh nghiệp này thì vai trò rất là quan trọng. Họ cũng đồng hành cùng chính quyền để mà hướng dẫn cho người dân cài đặt, cách cài đặt cũng như là sử dụng các cái ứng dụng này trên các cái điện thoại thông minh để mà triển khai cái việc mà thực hiện cái việc mua bán qua sàn thương mại điện tử hoặc là thanh toán điện tử. Thì trong cái buổi tập huấn hôm nay thì cũng có các doanh nghiệp đồng hành cùng với lại sở để mà đi tận đến hướng dẫn tận tay cho người dân cái cách cài đặt các ứng dụng này lên cái thuê bao điện thoại của họ như thế nào, và cái cách sử dụng khi mà thanh toán tiền mặt như thế nào qua cái máy điện thoại của họ. Tỉnh Quảng Nam xác định quan điểm thực hiện chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Để góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, việc lấy người dân làm chủ thể để tập huấn, trang bị kiến thức được xem là một trong những việc làm trọng tâm nhất ở giai đoạn hiện nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin tổng hợp các hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam do Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.